Hôm nay mình làm vlog và làm món tiết canh vịt rất là ngon. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Vài hôm nay trời mưa rất nhiều, ba bạn đang ảnh hưởng là bão. Hôm nay cũng là đầu tháng rồi, mình thích ăn tiết. Hôm nay mình làm một canh vịt. Sáng nay mình mới bắt được mua được hai con vịt rất là ngon. Đây mình sáng nay mình vừa bắt vịt rút vào chuồng vậy và mình sẽ bắt ra thịt. Sáng nay mình đi mua hai con vịt cũng rất là ngon. Đây là loại vịt bầu vậy. Con cạc cạc này như ba cân đuối. Sáng mình mua hai con hơn 5 cân rồi. Rất là to đấy. Sau khi mình làm xong vịt thì mình đã luộc chín được các bạn. Hôm nay món chủ mình đã làm món tiết canh. Mình sẽ chủ yếu làm tiết canh như vịt, món vịt luộc. Đây bạn xem, vịt luộc để chín, thịt nó mềm lắm các bạn. Đây mình đánh canh, mình cứ đánh pha mấy nước trắng các bạn, nước trắng với muối với mì. Vì mình không mình hãm bằng chanh mà không ạ. Các bạn cho muối mì với cả vừa lượng nước nhé, chỉ nước hơi đậm tí, bạn hơi mặn mặn tí mình cho mì. Tiết canh rất là đông, lâu rồi mình cũng không làm tiết canh nhiều, nhưng mà bánh thì nó cũng được là đông các bạn. Ngày xưa món sở trường là bánh tiết canh nữa. Rất là tiết canh vịt ăn rất là mát. Mình cho thêm một chút mì các bạn. Tùy lượng nước và lượng số tiết bạn đánh nhé. Những ấy được quấy đều các bạn. Ngày xưa ấy, vịt mình hay ăn tiết canh ấy. Vịt ngày xưa nó ngon. Bây giờ thì nó không ngon lắm các bạn. Tiết được ạ. Giờ mình sẽ đi đánh đấy. Trước khi bây giờ mình đánh thì mình dùng cổ và phần ức của nó đánh thì nó sẽ giòn hơn. Thường thường thì có nhiều bạn dùng vòng mề cũng được thôi, thì ăn thì nó mềm. Đối với người ít răng, bình thường những thanh niên thì thích có gì nó phải cứng cứng giòn giòn các bạn. Tí mình sẽ thêm cái ức nữa để cho nó sẽ giòn. Đây cái ức này nó sẽ có phần sụn ở trong các bạn, một cua có thịt nó giòn mềm. Giờ mình sẽ băm nó các bạn. Các bạn phần cổ này hơi cứng, các bạn băm kỹ kỹ một chút nữa. Thì nó xương cổ nó cứng cứng thì nó cũng không phải cứng như xương kia, nhưng mà mình băm nhiều nhiều lên thì nó ăn đỡ lẩn nhẩn hơn, ngon hơn. Đây là mình băm nhân để lý hồi huyết canh các bạn ạ. Mình món tiết này mình đánh thường là một tiết và một nước các bạn nhé. Cũng tùy, còn phải tùy theo lượng nhân các bạn băm nữa. Xem thịt ức rất là mềm, nó có cái sụn ăn rất là giòn, chỉ bỏ một chút xương như vậy. Đây mình băm lẫn với cả cổ các bạn. Xem thịt này ăn thì có thêm thịt và ức, cái này nó vừa mềm mà vừa giòn, thì nó có một phần ức xương các bạn. Các bạn nên băm đều các bạn, băm nhuyễn lên thì nó sẽ khỏi lẩn nhẩn thì xương. Mình băm phần cổ mà nếu như làm lòng nếu mềm thì nó cũng giòn, nhưng nó sẽ mềm, ăn không thích bằng băm xương cổ các bạn. Bạn nó đem thêm hành nướng và một chút rau thơm nhé, để cho ấy thêm mùi vị các bạn, nó sẽ thơm ngon hơn.
hai bát tiết kia thì mình đánh tầm 5-6 bát các bạn, thì mỗi người một bát. Đây tiết canh mình đánh được 5 bát các bạn, tại một bát kia nó hơi bị đông một chút, mình đánh 7 bát nhé. Mình thêm lạc các bạn. Đây là bát tiết này mình đánh một nhân với cả một thìa nước và một thìa tiết các bạn. Đây các bạn nhìn xem này, mình vừa đánh xong thôi nhưng mà nó cũng đã bắt đầu đông cứng cả rồi đấy. Mình cho thêm lạc lại để các bạn xem. Đây là món tiết canh vịt các bạn. Tiết canh vịt cực ngon và ăn rất là mát. Đây là 5 bát, mình làm được 5 bát rồi các bạn. Đây các bạn quay này. Đã đông đông rồi bạn. Một bát đông, 2 bát. Đông cứng luôn các bạn. Đấy các bạn xem này. Đông nghề tí này không còn chân luôn. Rất là ngon các bạn. Chuẩn bị ăn thôi các bạn ơi. À, mời mọi người thưởng thức cùng gia đình mình nhá. Cái này là 500 đây là tí canh hết, tí ăn tiết bên đâu hết rồi. Uống rượu các bạn. Đầu tiên thì mình uống bia trước. Các bạn thì bát tí canh này. Và mâm đồ ăn mình đã làm. Kia là mâm cổ cánh các bạn, à, đĩa cổ cánh. Bán buôn dân nhậu mình thích là nhất cổ cánh rồi. Anh em nhà mình hôm nay cũng có 6 người, tí mỗi người cho một bát và một bát để chia các bạn. Thịt vịt rất là ngon các bạn. Cận sáng mình mua cái con vịt này họ cũng vừa tới. Nó chỉ tầm khoảng xuất chuồng thì tầm 50 ngày rồi các bạn. Ăn rất là mềm. Ngon. Bài vấn đề chủ quyền hoài tên của bài chia bốn người trải và bia. Đây các bạn xem. Chú em đang ăn tiết canh vậy. Biết được thì nó dễ đi chứ không biết được. Đây là món tiết canh. Cần thi là đi vòng. Thì em mấy lần em thử đi từ Việt Đức lên đi ra qua đấy thôi. Thì em đi qua phố. Đây mấy anh em mình hôm nay làm hai con vịt các bạn. Hai con vịt này mọi người ăn rất là thoải mái. Nên mọi người thấy video hôm nay của mình như thế nào? Thì hôm nay mình làm hơi vội rồi, bị một số đoạn thì mình cũng không quay kịp các bạn. Mọi người xem video thấy hay cho mình một like một share các bạn. Để ủng hộ kênh của mình nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo các bạn. Chào tất cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại. Hôm nay